Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ giảng các em toán lớp 7 sách chương trình sáng tạo nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 4, định lý và chứng minh định lý. Hôm nay mình sẽ học tiết số 2. Như vậy là hôm trước khi mình học tiết số 1 rồi. Em nào chưa xem tiết 1 thì các em có thể vào kênh Hải Liêm. Các em vào danh sách phát toán lớp 7 chương trình sáng tạo của em xem nhé. Hôm nay mình sẽ học tiết số 2 phần bài tập. Câu số 1 mình sẽ vẽ hình, viết giả thiết kết luận của định lý một đường hẳng vuông góc với một trong hai đường hẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường hẳng còn lại. Giờ như vậy trước hết mình sẽ vẽ hình trước nhé. Một đường hẳng vuông góc với một trong hai đường hẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường còn lại. Như vậy trước hết mình sẽ vẽ hai đường hẳng song song với nhau. Mình sẽ vẽ hai đường hẳng song song. Đặt tên A và B. Giờ mình sẽ vẽ một đường hẳng vuông góc với một trong hai đường hẳng. Mình sẽ chứng minh là đường hẳng đó cũng vuông góc với đường hẳng còn lại. Như vậy, giả sử như đường hẳn đó vuông góc với đường hẳn này, mình sẽ ký hiệu góc vuông ở đây. Đường hẳn này mình sẽ đặt là đường hẳn C. Mình sẽ chứng minh là C sẽ cũng vuông góc với B luôn, đúng này. Giờ tiếp theo là phần giả thiết và kết luận. Giả thiết và kết luận. Giả thiết là giờ giả thiết thì A sẽ vuông góc với C. A vuông góc với C. Mà A song song với B. Thì mình kết luận là B cũng vuông góc với C. Như giờ đường hẳn C sẽ vuông góc với hai đường hẳn song song. Vuông góc với một trong hai đường hẳn song song. Ví dụ như là C vuông góc với A. Mà A, B song song với nhau thì mình có thể là kết luận là B sẽ vuông góc với C. Được này. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video. Thầy biết là các em yêu bạn. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận trong các định lý sau. Người câu 2 người ta kêu mình hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận trong định lý sau. Câu A, nếu một đường hẳn các hai đường hẳn song song thì hai góc sau lưng trong sẽ bằng nhau, đúng không? Như câu A các em trả lời là nếu một đường hẳn các hai đường hẳn song song thì hai góc sau lưng trong sẽ bằng nhau. Đúng này.
Nếu một đường hẳn cắt hai đường hẳn song song thì hai góc so le chồng sẽ bằng. Câu B, nếu hai đường hẳn phân biệt cùng vuông góc một đường hẳn thứ ba thì mình kết luận là hai đường hẳn này sẽ song song với nhau, đúng không? Như câu B các em trả lời là nếu hai đường hẳn phân biệt cùng vuông góc với một đường hẳn thứ ba thì chúng song song với nhau, đúng nè. Nếu hai đường hẳn phân biệt cùng vuông góc một đường hẳn thứ ba thì mình kết luận ngay là chúng sẽ song song với nhau. Như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài. Tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 người ta mới yêu cầu mình hãy phát biểu rằng còn khiếu của giả khiết trong cái định lý sao. Rồi, mình sẽ làm câu số 3. Câu A. Người ta kêu mình phát biểu phần còn khiếu của giả khiết trong cái định lý sao. Câu A, nếu một đường hẳn cắt hai đường hẳn sao cho có một cặp góc so le chồng bằng nhau thì hai đường hẳn đó sẽ song song. Đúng không? Như mình trả lời câu A trước nhé. Nếu một đường hẳn các hai đường hẳn sao cho có một cặp góc so le chồng bằng nhau thì hai đường hẳn đó song song. Tiếp theo là câu B. Nếu hai đường hẳn phân biệt cùng song song một đường hẳn thứ ba thì chúng sẽ song song với nhau. Đúng không? Hoặc là hai đường hẳn phân biệt cùng vuông góc một đường hẳn thứ ba thì chúng cũng song song với nhau luôn. Đúng không? Như ở đây các em có thể điền là vuông góc hoặc là song song cũng được nha. Nếu hai đường hẳn phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Cùng song song với một đường hẳn thứ ba thì chúng song song với nhau, đúng không? Hoặc là ở đây các em để cùng vuông góc với đường hẳn thứ ba cũng được. Như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết là các em hiểu bài. Tiếp theo là câu số 4. Hãy phát biểu định lý về hai đường hẳn phân biệt cùng song song với đường hẳn thứ ba. Như giờ câu này các em trả lời như sau. Giờ phát biểu định lý.
hai đường hàm phân biệt. Cùng song song với đường hạng thứ ba, với một đường hạng thứ ba. Thì chúng song song với nhau. Như vậy là mình xong câu số 4, mình sẽ qua tiếp câu số 5. Giờ tiếp theo là câu số 5. Ta gọi hai góc có tổng số đo bằng 90 độ là hai góc phụ nhau. Hãy viết giả thiết kết luận bằng ký hiệu và chứng minh định lý là hai góc cùng phụ một góc thứ ba thì chúng sẽ bằng nhau. Giờ bây giờ mình sẽ viết giả thiết kết luận. Sau đó mình sẽ chứng minh định lý hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì chúng sẽ bằng nhau. Giả thiết kết luận. Giờ giả thiết hai góc cùng phụ với một góc thứ ba, ví dụ như là mình sẽ góc A với góc B là hai góc phụ nha, và góc B và góc C là hai góc phụ nha, đúng nè. Vì mà mình sẽ có góc A cộng góc B. Sẽ bằng 90 độ, có nghĩa là hai góc phụ nhau thì tổng hai góc sẽ bằng 90 độ. Ví dụ như là góc C cộng góc B cũng bằng 90 độ. Góc C cộng góc B cũng bằng 90 độ. Mình sẽ kết luận là hai góc A và C sẽ bằng nhau. Góc A bằng góc C. Giờ bây giờ mình sẽ đi chứng minh. Chứng minh là hai góc cùng phụ với góc thứ ba thì hai góc đó sẽ bằng nhau. Giờ mình giả sử. Góc A và góc C cùng phụ với góc B. Góc A và góc C cùng phụ với góc B. Ta được. Mình sẽ có là A cộng B bằng 90 độ. Góc A cộng góc B bằng 90 độ. C cộng B cũng bằng 90 độ. Nhưng mình thấy là tổng hai góc này bằng 90 độ, tổng hai góc này cũng bằng 90 độ. Mình thấy là 90, 90 bằng nhau. Góc B bằng góc B, nên mình kết luận là suy ra được là A cũng bằng C. Nhưng mà suy ra là góc A sẽ bằng góc C. Đúng này. A sẽ bằng góc C.
đều phải chứng minh. Đúng rồi. Là hai cái tổng này bằng nhau. Như vậy đây mình sẽ suy ra thêm một cái nữa là tổng của A cộng B sẽ bằng C cộng B. Mình sẽ suy ra thêm một cái chỗ này. A cộng B. Góc A cộng góc B sẽ bằng góc C cộng góc B. Đúng không? Hai cái tổng này bằng nhau mà B với B giống nhau biến mất, còn lại A với C. Như vậy là góc A sẽ bằng góc C. Như là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm quit video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bấm thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Khải Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Khải Liêm nhé. Khải chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.